định về quyền nghĩa vụ của nhà giáo, những việc không được làm theo hướng tăng tính bảo vệ đối với nhà giáo, do quyền chủ động cho cơ quan quản lý ngành giáo dục trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo là các điểm mới cụ thể trong dự thảo luật nhà giáo trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Luật nhà giáo áp dụng với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập Điều này giúp lấp đầy khoảng trống về pháp lý với nhà giáo ngoài công lập khi luật viên chức chỉ chế tài với người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc trong cơ sở giáo dục công lập. lần đầu tiên vị trí pháp lý của nhà giáo ngoài công lập được xác lập đầy đủ, đồng bộ với tư cách nhà giáo chứ không phải là người lao động theo cơ chế hợp đồng lao động. Theo thống kê, đường ngũ nhà giáo hiện nay có tới 6 nhóm đối tượng là công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, người làm việc làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các trường trong hệ thống các cơ quan đảng mặt trận đoàn thể, các nhóm nêu trên lại gắn với từng cấp học và trình độ đào tạo, dẫn đến một số quy định về nhà giáo thực hiện chưa đồng bộ và thống nhất. Luật nhà giáo chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo thông qua hệ thống chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo với các tiêu chuẩn bám sát, yêu cầu về năng lực nghề nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố riêng biệt gắn với từng cấp học và trình độ đào tạo. chính sách tiền lương và đãi ngộ. Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, có chế độ ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với các nhà giáo khác. Đối với các nhà giáo cấp học mầm non, công tác ở nơi đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, trường chuyên biệt, trường chuyên biệt khác thực hiện giáo dục hòa nhập là người dân tộc thiểu số và nhà giáo ở một số ngành nghề đặc thù, Nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Tuổi nghỉ hưu của nhà giáo có quy định riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp, trong đó nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong các ngành lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Quản lý nhà nước về nhà giáo giao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong tuyển dụng sử dụng nhà giáo trong đó bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương minh và xã hội là cơ quan chủ trì xây dựng chiến lược đề án kế hoạch phát triển tổng biên chế đội ngũ nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành tiêu chí tiêu chuẩn tuyển dụng nội dung thực hành sư phạm trong thi xét tuyển nhà giáo điều phối biên chế nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao nhà giáo thỉnh giảng được quy định chung trong luật giáo dục Tại dự thảo Luật Nhà giáo đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính phủ, khái niệm về nhà giáo được quy định riêng tại khoản 3 điều 1, nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục trong cơ sở giáo dục. Đến dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, khái niệm nhà giáo đã được điều chỉnh, không còn quy định riêng nữa mà đưa về quy định tại chương 4 Luật Giáo dục. Theo đó, tại dự thảo mới quy định về đối tượng áp dụng của luật nhà giáo là nhà giáo được tuyển dụng làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Đối với nhà giáo thỉnh giảng, để các quy định về nhà giáo ở các luật liên quan đảm bảo đồng bộ thống nhất, Ban soạn thảo đã cân nhắc giả soát kỹ lưỡng. Theo đó, với tư cách là luật khung, trong luật giáo dục có một chương riêng về nhà giáo, nên khi ban hành luật nhà giáo, các quy định chung nhất về nhà giáo được giữ lại có điều chỉnh tại chương 4 luật giáo dục. đề xuất quy định miễn học phí cho con nhà giáo. Việc quy định các chế độ chính sách đối với thân nhân của cán bộ công chức viên chức thường được đề xuất quy định đối với một số ngành lĩnh vực có tính chất đặc thù, chẳng hạn với lực lượng công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện đã có quy định, cụ thể, thân nhân của hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân, Luật Công an nhân dân, bố mẹ người nuôi dưỡng hợp pháp của chồng và của vợ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi, của sĩ quan tại ngũ không có chế độ bảo hiểm y tế thì được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại các cơ sở quân y và dân y theo quy định của chính phủ, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Quy định về quyền nghĩa vụ của nhà giáo, những việc không được làm theo hướng tăng tính bảo vệ đối với nhà giáo ngoài quy định rõ hơn những việc nhà giáo không được làm dự thảo luật nhà giáo quy định những việc tổ chức cá nhân không được làm đối với nhà giáo bao gồm không thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà giáo theo quy định công khai thông tin về sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với nhà giáo các việc khác không được làm theo quy định của pháp luật có ý kiến băn khoăn về quy định không được công khai thông tin về sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với nhà giáo vì cho rằng quy định này sẽ vướng các quy định về thông tin phát ngôn và bênh vực nhà giáo. Tuy nhiên, quy định này là cần thiết để bảo vệ nhà giáo, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội các phương tiện thông tin truyền thông trực tuyến phát triển mạnh như hiện nay, nhà giáo nếu có sai phạm đã có các chế tài xử phạt theo quy định đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo có tính chất đặc biệt nếu không có phương án bảo vệ nhà giáo thì đối tượng chịu ảnh hưởng không chỉ là nhà giáo mà còn là người học nhà giáo công lập là viên chức đặc biệt luật nhà giáo áp dụng với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập lần đầu tiên vị trí pháp lý của nhà giáo ngoài công lập được xác lập đầy đủ đồng bộ với tư cách nhà giáo chứ không chỉ là người lao động theo cơ chế hợp đồng lao động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập là viên chức đặc biệt theo đó nhà giáo công lập vẫn là viên chức thực hiện các quy định của luật viên chức như tuyển dụng sử dụng quản lý hệ thống thang bảng lương và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng thời chịu sự điều chỉnh của các quy định đặc thù đối với nhà giáo tại luật này quy định rõ đảm bảo tính đặc thù trong sử dụng nhà giáo dự thảo luật nhà giáo quy định tường minh hơn về các tình huống sử dụng nhà giáo gắn với đặc trưng cấp học và trình độ đào tạo bao gồm điều động biệt phái thuyên chuyển dạy liên trường liên cấp các chính sách này nhất là điều động nhà giáo được kỳ vọng là giải pháp để tháo gỡ vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ trong thời gian vừa qua ở các cấp học mầm non phổ thông theo dự thảo luật, trường hợp điều động nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập sang cơ sở quản lý giáo dục thì được bảo lưu chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong thời hạn tối đa 12 tháng. Sau thời gian bảo lưu thì thực hiện theo các chế độ chính sách của vị trí công việc mới. Không thực hiện điều động nhà giáo đối với nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhà giáo có vợ hoặc chồng đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới hải đảo trừ trường hợp nhà giáo có nguyện vọng nhà giáo thuộc các trường hợp quy định chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và pháp luật có liên quan